Năm ngoái, 15.000 người đã sử dụng ứng dụng lịch mùa chay XT3 để giúp họ bước vào mùa chay của giáo hội theo cách thức hoàn toàn mới. Năm nay, trang web của giới trẻ này hy vọng thu hút 20.000 người dùng để sống thời gian của mùa chay theo cách thức mới mẻ và tân tiến. Lịch mùa chay phổ biến vì nó được tạo nên bởi người trẻ và cho người trẻ. Các chức năng đa phương tiện được thiết kế ngắn gọn và lôi cuốn. Nó còn là nguồn tài nguyên miễn phí cho các hội nhóm tại giáo sứ, trường học và gia đình. Ứng dụng được thiết kế như những cánh cửa mở ra hàng ngày mang đến bài đọc tin mừng và phần suy niệm giúp chuẩn bị cho một phục sinh. Cánh cửa đầu tiên mở ra vào thứ tư lễ cho và cánh cửa cuối cùng sẽ mở ra vào chủ nhật lòng thương xót Chúa. Mục đích của ứng dụng mùa chay này là để giúp các bạn trẻ có thể kết nối với Thiên Chúa trong suốt mùa chay. Người dùng ứng dụng có thể đọc bài tin mừng của ngày hôm đó và thực hiện thử thách mùa chay hàng ngày mà ứng dụng đưa ra, cũng như tìm hiểu thêm về đức tin của họ. Ứng dụng được viết vào năm 2010, đến nay đã có mặt tại Úc, Philippines, mỹ malaysia ireland nigeria trinidad và tobago ứng dụng hiện có sẵn cho các sản phẩm của apple và android so